Xin chào quý vị trở lại chương trình trực diện TV. Vừa qua ngày 27 tháng 7 năm 2023, ông Chủ tịch nước của Việt Nam là ông Võ Văn Thưởng cùng với phu nhân cũng như là đoàn tùy tùng đã thực hiện một chuyến công du sang nước Ý và cũng đi đến thăm Tòa Thánh Vatican. Và tại đây đã có một cuộc diện kiến với Giáo Hoàng Francis. Và cái cuộc viếng thăm này thực hiện theo cái lời mời của Giáo Hoàng Francis. Và hai bên đã ghi nhận những cái sự tiến bộ trong cái quan hệ giữa hai bên. Và cuối cùng đi đến một sự thống nhất rằng Việt Nam chấp thuận cho Vatican mở một cái đại diện thường trú ở tại Việt Nam. Thì đây là một cái tin mừng dành cho những người theo đạo Công giáo Việt Nam, cho Giáo hội Công giáo của Việt Nam, một cái giáo hội hợp pháp và hoạt động rất là lâu đời ở trong Việt Nam. Cùng với cái sự phát triển của dân tộc và đất nước, thì cái tin này cũng là một cái tin vui, một cái tin được chú ý của những người Việt Nam ở tại hải ngoại, nhất là những người thường hay để ý, thường hay soi về các vấn đề tôn giáo của Việt Nam. Và ngay cả ở phía bên Nam ngoại giao của Hoa Kỳ, khi mà thường niên đặt những cái vấn đề mà tự do tôn giáo của Việt Nam, cũng hay đặt cái vấn đề này, vấn đề khác. Tuy nhiên thì qua cái sự việc này, nhiều cái tổ chức mà hay xỉa xói vấn đề tôn giáo của Việt Nam cũng phải nhìn nhận rằng đó là một cái sự coi như là một cái sự chuyển mình, một cái sự gọi là tiến bộ, một cái sự là tiếp cận hơn nữa, đa phương hóa hơn nữa, và một thể mà thực hiện thực quá, thể chế quá về các cái quy định pháp luật từ trong hiến pháp cũng như là luật pháp của Việt Nam. Thì trong lúc Việt Nam đang càng ngành đáp ứng đầy đủ hơn về cái quyền tự do tôn giáo của cái người dân và cái quyền tự do tín ngưỡng của những người dân và thực hiện theo hiến chương Liên Hợp Quốc cũng như là trong một cái thế giới mà hòa nhập, hội nhập chung để mà chứng minh rằng người dân của Việt Nam ngày càng được chính quyền đáp ứng đầy đủ không những là về vật chất không mà còn có về mặt tinh thần, về mặt tâm linh. Thì những cái điều làm đó chúng ta thấy rằng nó căn cứ theo luật pháp, căn cứ theo các cái chủ trương đường lối, các cái chính sách của Việt Nam từ các cái văn kiện ở trong Đảng Cộng sản Việt Nam cho đến hiến pháp, cho đến pháp luật. Rất là nhiều cái hệ thống luật pháp người ta đã quy định là cấm về vấn đề mà xâm phạm tôn giáo, cấm việc cản trở tự do tín ngưỡng và quyền tự do tín ngưỡng, quyền tự do không tôn giáo. Tất cả mọi thứ đều đã có những cái quy định rất là rõ ràng. Cái việc đó chúng ta thấy là cái việc làm bình thường. Cái việc làm đó là cái việc làm và của chính quyền và đó là việc làm thực thi pháp luật. Tuy nhiên thì chúng ta thấy rằng có một cái nhóm người vẫn còn tồn tại là lại đi xỉa xói về các quyết định đó của nhà nước. Họ đi chống Công giáo một cách rất là điên cuồng, rất là điên dại và nó vô cùng vô lối và một cái sự vi phạm pháp luật trắng trợn, và nó tạo ra một cái nhóm người rồi nó kích động để gây chia rẽ, gây thù hận đối với những người là theo Công giáo hay là không theo tôn giáo, hay là những người tín ngưỡng hay là không tín ngưỡng. Nói chung thì một cái sự tấn công rất là thô bạo vào cái hệ thống giáo lý cũng như là cái hệ thống tôn giáo, thì đây là một cái điều không thể chấp nhận được. Thật ra thì nó đã tồn tại trong mấy năm vừa qua rồi, đã có nhiều người đã lên tiếng. Tuy nhiên thì ngay trong cái thời điểm lúc này, nó giống như là cái giọt nước tràn ly. Khi mà ông Chủ tịch nước ở Việt Nam là ông Võ Văn Thưởng đến thăm Vatican và đặt những cái vấn đề để mà mở rộng, chuyên sâu hơn nữa, nâng cấp hơn nữa về cái quan hệ giữa Việt Nam và Vatican, thì gần như là cùng lúc, những cái bọn đầu nậu, những cái bọn mà điên cuồng chống phá Công giáo thì nó lại lên gân, rồi nó đi kích động, nó kết nối với nhau. Và nó có cả một cái sự kết nối từ trong và ngoài nước. Có những người ở tại Hoa Kỳ, những người đội lốt, nhân danh rằng là yêu nước, nhưng mà thật ra họ là yêu nước cuội. Họ đang chống lại những cái luật pháp của Việt Nam, chống lại các cái chủ trương đường lối của Việt Nam. Và họ đang coi như là kích động để làm hạ thấp vai trò của những người lãnh đạo của Việt Nam. Và cho rằng là những người viện lãnh đạo đó là thiếu sót, là có những cái sự nhận thức không có đúng, hoặc là họ nói rằng những người đó không đi chà đạp lên lịch sử dân tộc, rồi theo nói chung là họ muốn phỉ báng, họ muốn là nói rằng những cái lãnh đạo không biết gì hết. Thì đây là một cái điều vô cùng nguy hiểm.
bởi vì nó có dấu hiệu của cái sự vi phạm pháp luật rất là nghiêm trọng. Đối với những kẻ ở Mỹ đó, hoặc là những kẻ lớn tuổi, những kẻ điên cuồng, điên dại, những kẻ mà nó mất trí, những kẻ mà nó hoang tưởng, nó cho rằng mình là một cái kẻ mà hiểu biết, tự xưng mình là giáo sư, là nhà văn, nhà báo, nhà yêu nước, nhà hoạt động, nhà quái quỷ gì đó, nhưng mà lại đi suối những cái người ở trong Việt Nam, hoặc là kích động, hoặc là tạo ra những cái sự liên hệ, liên kết với nhau, đưa ra những cái thông tin mà nó chắc là bịa đặt, tạo dựng để mà gây một cái sự mất đoàn kết nghiêm trọng, nhất là tấn công thô bạo vào cái hệ thống công giáo của Việt Nam. Thì đây là một cái điều mà nếu mà tính về lâu dài, mà cái sự mà khuếch trương này, những cái sự kích động này mà nó lan rộng ra, thì đó là một cái điều chúng ta biết rằng nó vô cùng nguy hiểm, nó có thể ảnh hưởng tới an ninh quốc gia. Bởi vì đối với cái đám dân chủ cuội đó, hay cái đám mà muốn chống chính quyền hay thực hiện một cái cách mạng màu hay là cách mạng tôn giáo, thì đó là một trong những mục tiêu, đó là một trong những cái phương tiện để nhằm lật đổ chính quyền, để nhằm thay đổi một cái cơ cấu bộ máy nhà nước. Không có cách nào hết. Trên cái mâu thuẫn sắc tộc, mâu thuẫn dân tộc, mâu thuẫn về tôn giáo, đó là những cái mâu thuẫn mà chúng muốn lúc nào cũng muốn kích động hết. Và nó có một sự kết nối. Cụ thể như trong thời gian vừa qua, chúng ta thấy xuất hiện một cái vài người ở tại hải ngoại, trong đó có khoảng chừng 7-8 người gì đó, mà đứng đầu là hai cái vợ chồng già cả lớn tuổi ở bên California, cũng tự xưng rằng mình là người yêu nước, cho rằng hiểu rõ về tôn giáo, tấn công thẳng vào giáo lý tôn giáo, và cho rằng Vatican, cho rằng làm công giáo đó là nguồn cơn của gây ra mọi sự đau khổ của lịch sử Việt Nam, và nói rằng họ phải chịu trách nhiệm, cần phải kích hoạt, cần phải coi như là phải đá cái tôn giáo nó ra khỏi cái hệ thống tôn giáo trong Việt Nam. Và họ phỉ báng kinh khủng lắm, họ lo những cái chức sắc chức việc gì đó của giáo hội công giáo Việt Nam để mà họ tấn công, để mà họ nhục mạ. Những cái điều này là những điều không thể chấp nhận được. Và đến ngày hôm nay, ông chủ tịch nước Võ Văn Thưởng thực hiện cái điều này, thực hiện một cái việc mà nâng cao quan hệ với Vatican, thì lại bị xỉa xói, lại bị chỉ trích. Nhưng mà cái bọn này là cái bọn cũng rất là hèn hạ, nó cũng nói xa nói gần, rồi nó làm những cái chương trình video clip, rồi nó share qua share lại, nó đi nó cho những cái người khác vào để mà comment ở trong đó, và những người nhảy vào comment là chửi thẳng vào ông chủ tịch nước cũng như là cái cấp chính quyền của Việt Nam về xỉa xói về cái đường lối chủ trương khi mà quan hệ với Vatican. Thì những cái điều này phải nói là một cái điều báo động, và chúng tôi thiết nghĩ rằng cần thiết phải có những cái sự can thiệp trước khi nó quá muộn, trước khi nó đi đến một cái chỗ là nó tạo ra một sự thù hằn ở trong cái công giáo Việt Nam. Thì chúng ta biết được rằng đó, công giáo hay là ngay cả cái vấn đề mà thực hiện tín ngưỡng của Việt Nam, thì theo cái sách trắng là cái tôn giáo đó và chính sách tôn giáo của Việt Nam được công bố hồi tháng 3 năm 2023, thì hiện Việt Nam có trên 26,5 triệu tín đồ tôn giáo, chiếm gần 27% dân số cả nước. Trong đó thì có đến 54.000 chức sắc, 135.000 chức việc và 29.658 các cái cơ sở thừa tự. Riêng về công giáo đó thì chúng ta thấy là có trên 7 triệu tín đồ. Đây là cái điều mà đã được có thể nói rằng là những cái người mà giáo dân hay là những người đi theo một cái tôn giáo như vậy. Thì nhà nước Việt Nam đã công nhận 36 các cái tổ chức tôn giáo thuộc 16 tôn giáo khác nhau. Hãy nghe cho thật rõ. Ở đây gồm có Phật giáo, Công giáo, Tin lành, Cao đài, Phật giáo Hòa hảo, Hồi giáo, Tôn giáo Ba Ha, vân vân, rất là nhiều những cái tôn giáo khác nữa. Và bởi vì có tới 16 tôn giáo khác nhau, trong đó đó Công giáo có cái số lượng tín đồ nhiều thứ hai với trên 7 triệu người. Chúng ta thấy là một cái sự công nhận của pháp luật của Việt Nam rất là rõ ràng như vậy. Đây là một cái sự không cần xem xét nữa. Và đối với nhiều cái hệ thống luật pháp của Việt Nam thì cũng có những hình thức xử phạt liên quan đến vấn đề hình chính, vấn đề hình sự, thậm chí là người ta còn có những cái hình thức xử phạt nặng nề hơn nữa. Đây là cái điều mà chúng ta thấy rất là rõ rồi. Nếu mà có tổ chức nhằm để mà kích động
cái thù hận của tôn giáo, phá hoại cái chính sách đoàn kết dân tộc, phá hoặc là kích động thù hận để mà nhằm có mục đích lật đổ chính quyền Việt Nam hay là nó mang cái tổ chức, thì nó lại càng vô cùng nguy hiểm. Những cái điều đó là những điều cần phải phá tan ngay trong đất nước. Thì chúng tôi thấy rằng đó, thí dụ như là ở Việt Nam, nói về cái tôn giáo đó, thì có thể nói rằng cái tội mà xâm phạm về tự do tín ngưỡng thì nó có cái điều luật 164 của Bộ Luật Hình sự Việt Nam. Trong đó quy định rất là rõ là những cái tội phạm xâm phạm quyền tự do tín ngưỡng tôn giáo của người khác. Ở đây chúng ta không được quyền xâm phạm vào tôn giáo của người khác. Việt Nam có quyền tự do tôn giáo, tự do tín ngưỡng, cũng có quyền tự do không tín ngưỡng. Tức nghĩa là anh không tín ngưỡng là cái chuyện của anh. Anh không theo một cái tôn giáo nào là chuyện của anh. Anh theo Phật giáo là chuyện của anh. Anh theo chuyện coi như là Cao Đài hay là Hòa Hảo hay là ngay cả những cái đạo mà tín lành gì đó là cái chuyện của anh. Còn người ta đi theo cái đạo Công giáo hay là những cái đạo gì đó là cái chuyện mà những cái đạo đó là đạo được phép của Việt Nam. Thì cái quyền tự do theo tôn giáo hay không theo một tôn giáo đó là quyền cá nhân của một con người. Người này không được xâm phạm người khác, không được cản trở, không được dùng các cái thủ đoạn, không được sử dụng cặp bè cặp đảng với nhau tạo cái áp lực đe dọa những người khác để mà làm cản trở người ta hoặc là xâm phạm vào cái quyền tự do tín ngưỡng của người ta. Những cái điều đó căn cứ theo điều 164 Bộ luật hình sự, người ta có thể xử phạt hình sự, theo đó có thể phạt lên tới 3 năm tù. Đây là cái điều rất là rõ ràng, đó có Bộ luật hình sự của Việt Nam quy định rất là rõ. Hoặc là có cả những cái tội như là cái tội phá hoại các cái chính sách đoàn kết nhằm để mà ví dụ như tại điều 116 Bộ luật hình sự năm 2015 đó có quy định rất là rõ về cái tội là phá hoại chính sách đoàn kết. Trong đó người nào thực hiện một trong các hành vi sau đây nhằm chống chính quyền nhân dân thì bị phạt từ 7 năm đến 15 năm. Thì khi mà có nhiều người đó, một cái nhóm người để mà nhằm gọi là kích động những cái chữ thù hận phá hoại các cái chính sách như vậy, họ phỉ báng, họ xỉa xói hoặc là họ chê bai những cái người lãnh đạo của Việt Nam, cho rằng những người lãnh đạo của Việt Nam đi kết nối với Vatican, ban giao với Vatican là một cái sự ngu xuẩn, một cái sự bằng không dốt nát, hoặc là nói là không hiểu biết gì hết, quên đi cái lịch sử của Việt Nam. Họ đang kích động những cái điều đó và họ đang tấn công vào những cái hệ thống mà thượng tầng của Việt Nam. Điều đó tức nghĩa là chống lại chính quyền của Việt Nam, chống lại nhà nước của Việt Nam và tạo ra một cái nhóm kết hợp trong và ngoài nước. Thì đó là một cái tổ chức. Đây là một cái điều cực kỳ nguy hiểm, chúng ta thấy diễn ra trong mấy năm vừa rồi rồi. Tuy nhiên đó, thì hồi trước tới giờ thì Việt Nam vẫn để cho cái quyền tự do tôn giáo và người ta vẫn làm. Tuy nhiên đó, thì đến nay thì trước một cái động thái là có một chuyến viếng thăm của ông Võ Văn Thưởng, thì cái bọn này nó lầm lộn lên, nó lại càng điên cuồng hơn, nó lại càng là coi như là kết nối chặt chẽ hơn, và nó coi như là nó hoạt động mà nó chất là dày đặc hơn trên mạng xã hội. Đây là cái điều mà chúng ta thấy là cần phải rất là đáng báo động, và pháp luật phải vào cuộc ngay lập tức và phải ngăn chặn để mà trước khi nó diễn ra một cái tình trạng mà nó quá muộn. Thì tại cái điều luật này chúng ta thấy rằng những người như cái điểm A đó gây chia rẽ các tầng lớp nhân dân, giữa nhân dân với chính quyền, với lực lượng vũ trang. Rồi có những cái tội như là những cái điểm điểm C đó là cái điểm rất là quan trọng, là gây chia rẽ người tôn giáo với người không theo tôn giáo. Đây là một điều mà chúng ta thấy là trích dẫn đàng hoàng về cái luật pháp, tức là cái điều luật là gây chia rẽ người theo tôn giáo với người không theo tôn giáo, giữa người theo các tôn giáo khác nhau, gây chia rẽ tín đồ tôn giáo với chính quyền nhân dân, với các tổ chức chính trị xã hội. Thì cái việc mà phá hoại những cái đoàn kết như thế này đó, chúng ta thấy rằng hoặc là phá hoại việc thực hiện chính sách đoàn kết quốc tế. Ở đây trong cái vụ việc này là ông Võ Văn Thưởng thay mặt cho nhà nước Việt Nam, thay mặt cho Đảng Cộng sản Việt Nam thực hiện một cái chính sách tôn giáo, thực hiện một cái chính sách ban giao với nước ngoài, đó là một cái chính sách đoàn kết tôn giáo mang chất quốc tế, không phải là cái chuyện bình thường. Và trường hợp mà phạm tội ít nghiêm trọng hơn thì bị phạt từ 2 năm đến 7 năm. Chúng ta thấy là đây là một cái việc mà cái chính sách tôn giáo không phải là chính sách đơn giản, đó là một chính sách đoàn kết, là một trong những chính sách
mang tính chất bản lề và mang tính chất là xương sống của cái hệ thống pháp luật của Việt Nam, cái hệ thống về dân chủ nhân quyền của một cái nhà nước xã hội chủ nghĩa, nhất là đi vào trong một cái tình hình mới, tình hình gọi là hội nhập chung. Người dân Việt Nam càng lúc càng hội tụ đầy đủ hơn những cái quyền mà nó thực hiện theo cái hiến chương của Liên Hợp Quốc, thậm chí là còn vượt trội hơn trên nhiều mặt nữa. Thì trước những cái điều này đó, chúng ta thấy rằng họ cứ nhắm vào một cái công giáo để mà họ xỉa xói, họ chửi bới, rồi họ đem những cái giáo lý công giáo ra, họ đem hình ảnh của coi như là Chúa Giêsu, là coi như là họ đem ra để mà họ phỉ báng, họ đem ra họ soi nói, rồi họ nói rằng là đổ lỗi cho Vatican trên rất là nhiều thứ, và nói rằng cái việc mà xâm nhập vào ở trong Việt Nam của cái công giáo đó là một cái vấn đề vết nhơ vết nhiếc, họ nói đủ thứ hết, họ chửi luôn những cái tiền nhân của người Việt chúng ta, rồi đổ lỗi đủ thứ hết và cho rằng là không nên để mà cho tồn tại như vậy. Chúng ta thấy là những cái tư tưởng bệnh hoạn đó, những cái tư tưởng mà nó vô cùng lạc hậu như vậy và nó đi ngược lại cái sự tiến triển của một cái xã hội Việt Nam càng lúc càng văn minh hơn và cái dân trí của người Việt càng lúc càng nhân minh hơn. Nhưng mà vẫn có những cái kẻ quả trắng, những cái kẻ nó cản đường, và thực tế là nó chống làm mà nó yêu nước gì cả, mà thực ra nó ẩn chứa bên trong là nó muốn phá hoại chính sách đoàn kết, nó muốn cản trở cái sự phát triển của Việt Nam, cản trở cái sự hội nhập của Việt Nam, và nó muốn tạo ra những cái di cánh, nó tạo ra một cái lực lượng để mà chống phá chính quyền. Thì đối với cái cặp vợ chồng già mà gần chết rồi nó ở bên Mỹ đó thì nó không đáng là cái gì, hoặc là những cái kẻ ăn theo ở tại Mỹ vỗ tay theo nó cho rằng á là những cái điều đó là những điều đúng, thì họ ở bên Mỹ, họ ngồi ở salon, họ lãnh những cái tiền già, họ lãnh những cái tiền mà coi như là tiền ăn xin xã hội đó, thì họ không sao cả, họ cũng biết rằng họ cũng không thể nào về Việt Nam nữa rồi, hoặc là họ có về đi nữa cũng chả ai chào đón, cho nên là họ cứ gống rừng cổ lên họ nói. Và cái điều mà tồi tệ nhất có thể xảy ra là đối với những người trong Việt Nam, khi mà những người đó mà nghe theo họ mà gống rừng cổ lên để mà chửi bới tôn giáo, để mà xúc xiển, để mà chê bai cái chính quyền, để rồi cuối cùng đó nó lại thêm những cái tội khác nữa, là tội chống chính quyền, những cái tội là coi như là tuyên truyền nhằm để chống chính quyền nhân dân. Đây là cái điều rất là rõ ràng. Những người ở trong nước là những người cần phải cẩn trọng, cần phải cảnh tỉnh và cần phải là quay đầu trước khi nó quá muộn. Bởi vì đây là cái việc nó rất là rõ ràng rồi. Đối với Việt Nam đó thì công giáo là một bộ phận không thể tách rời trong cái hệ thống các cái tôn giáo của Việt Nam, và người ta sống phải bình đẳng, phải hòa hợp, hòa đồng. Luật pháp Việt Nam quy định rất là rõ. Chẳng những người ta còn phải tạo điều kiện cho mọi công dân đó thực hiện cái quyền tôn giáo của mình nữa kìa, chứ không phải là đơn giản. Ngay cả đối với phạm nhân cũng vậy, phạm nhân cũng còn phải thực hiện cái quyền tôn giáo. Chúng ta thấy rằng thí dụ như là ở đây có một cái bài báo đăng, chúng tôi trích dẫn một chút thôi để cho quý vị thấy được rằng là trang thông tin điện tử của công an tỉnh Kon Tum thì cũng nói rất là rõ, đây là cái cũng mới đăng đây thôi, đó là ngày 6 tháng 4 năm 2023, bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng tôn giáo của cả phạm nhân nữa, tức là trong phạm nhân thì cũng ghi rất là rõ như thế này. Chúng ta thấy là khi mà đánh giá về cái quyền tự do mà tôn giáo của Việt Nam đó, thì như là Bộ Ngoại giao của Hoa Kỳ công bố cái báo cáo thường niên năm 2022 đó, bao gồm 43 trang. Trong đó mà nhận định về đánh giá về tình hình dân chủ nhân quyền của 198 nước trên thế giới báo cáo đó, thì cho rằng một số quốc gia châu Á, trong đó có Việt Nam, đã vi phạm nhân quyền có hệ thống, đồng thời phạm nhân cải tạo tốt, được tiếp cận sách tôn giáo, nhưng đôi khi bị hạn chế hoặc là ngăn cản trong cái việc tiếp cận các ấn phẩm tôn giáo, mặc dù luật pháp quy định. Đó, chúng ta thấy rất là rõ, mặc dù là Việt Nam đã cải thiện tôn giáo rất là dữ dội, Việt Nam đã cho phạm nhân làm rất là nhiều thứ và cho người ta có cái quyền tự do tôn giáo, nhưng mà đối với những cái nhóm như là cái báo cáo nhân quyền của ở Mỹ đó, người ta vẫn cứ xúc xiển. Còn đối với cái bọn mà chống tôn giáo đó, họ còn nói rằng là không có nên để mà cho người ta thực hiện những cái đó, và nói là giáo lý công giáo thế này thế khác. Chúng ta thấy là trong cái bài báo này ghi rất là rõ đây, đó
là những phạm nhân được tiếp cận kinh sách ấn phẩm tôn giáo đúng theo quy định đó, thấy không? Ngay trong trại giam, đây là những hình ảnh người ta chụp từ trong trại giam. Và cái chính sách nhất quán của Đảng Cộng sản Việt Nam và nhà nước Việt Nam về tôn trọng đảm bảo quyền tự do tín ngưỡng tôn giáo của các phạm nhân. Các phạm nhân đó, những người mà đang ở tù rồi đó mà người ta còn phải thực hiện cái quyền tôn giáo nữa. Đây nè, cái điều mà luật tín ngưỡng của Việt Nam năm 2016 có quy định rất là rõ đây, là người đang chấp hành hình phạt tù, người đang chấp hành biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng cơ sở giáo dục bắt buộc có quyền sử dụng kinh sách bày tỏ niềm tin tín ngưỡng tôn giáo. Đó, chúng ta thấy rất là rõ nha. Ngay cả cái luật mà gọi là thi hành án hình sự năm 2019 cũng có quy định rất là rõ ràng đây, là phạm nhân được sử dụng kinh sách bày tỏ niềm tin tín ngưỡng theo tôn giáo theo quy định pháp luật. Đây là cái điều mà quy định rất là rõ rồi, thể hiện cái tính nhất quán, cái tính mà có hệ thống của Đảng Cộng sản Việt Nam, của pháp luật nhà nước của Việt Nam đảm bảo cái quyền tự do tôn giáo, tôn giáo đối với cái người phạm tội rất là rõ ràng. Và cái luật tín ngưỡng, luật tôn giáo của Việt Nam thể hiện rõ Bộ Công an của Việt Nam là coi như người ta chủ động nè bố trí cho số phạm nhân theo tôn giáo được thực hành niềm tin tôn giáo, tiếp cận tinh sách ấn phẩm rồi, đó là cái điều rất là rõ ràng thôi. Và những cái điều này nó đã được thực hiện không phải là hiện nay mà đã nhiều lần rồi, đã từ lâu rồi chứ không phải là mới đây. Hiện nay là tại 54 trại giam thuộc Bộ Công an quản lý giam giữ giáo dục cái số lượng lớn phạm nhân theo tôn giáo. Có người ta nói rất là rõ, đối với Việt Nam thì bây giờ người theo tôn giáo rất là nhiều, chiếm tới 27%, đâu phải là cái số ít. Trong đó riêng về công giáo là đã có đến trên 7 triệu người. Tất cả những cái điều này đó, chúng ta thấy rằng đối với Việt Nam thì nó đã trở thành một cái hệ thống pháp luật rồi. Trong đó có cả Phật giáo, có thể Hòa Hảo, có thể Hồi giáo. Hồi giáo cũng vậy, Hồi giáo thì nhiều người cũng nói rằng Hồi giáo cực đoan, Hồi giáo các thứ. Nhưng mà thật ra Hồi giáo mà họ có những cái giáo lý rất là rõ ràng và họ xin phép để mà hoạt động ở trong Việt Nam. Việt Nam cấp phép hoàn toàn. Những cái tôn giáo mà được cấp phép hoạt động ở trong Việt Nam là cái điều đó nhà nước người ta đã thấy rồi và người ta đã chứng nhận và cho biết đó là một cái niềm tin, đó là một cái hoạt động tâm linh mà nó liên quan đến vấn đề tín ngưỡng của một bộ phận dân chúng Việt Nam. Nó cấu thành nên một cái hệ thống gọi là tôn giáo của Việt Nam. Nhưng mà cái bọn xúc xiển, cái bọn tấn công, cái bọn điên loạn thì nó lại muốn đi vào vấn đề mà lật đổ chính quyền, vấn đề mà chống lại chính quyền, vấn đề kích động thù hận, vấn đề phá hoại các cái chính sách tôn giáo của Việt Nam, phá hoại các cái chủ trương đường lối và hệ thống pháp luật của Việt Nam. Đây là cái điều rất là nguy hiểm. Và hôm nay thì chúng tôi muốn nói đến đây, chúng tôi muốn nói và kêu gọi những cái người đó hãy tĩnh tâm lại và hãy quay đầu, phải biết rằng đây mình đừng có nghĩ rằng mình khôn hơn thiên hạ, mình đừng có nghĩ là mình có thể dạy dỗ được cái chính quyền Việt Nam, nhất là những kẻ lớn đầu già cả có thể là lú lẫn rồi ở tại hải ngoại. Đừng bao giờ tạo ra một sự kích động kích hoạt như vậy, và đừng có bao giờ là hoang tưởng tưởng rằng mình là một cái con ếch có thể là quang quang đó, như vậy thì người khác sẽ nghe mình hoặc là nghĩ rằng mình là biết hết các thứ, để rồi cuối cùng mình đi vào cái ngõ cụt và mình còn làm hại những người trong nước, những cái kẻ nhiều khi họ tin tưởng mình, họ cứ nghĩ rằng mình là một cái người mà đưa ra những cái lý luận gì đó có lẽ là phù hợp với họ. Và cuối cùng những người trong Việt Nam, những người đang phải chịu cái hệ thống pháp luật của Việt Nam, người ta có thể bị bắt, có thể bị khởi tố về cái tội là chính chống chính sách tôn giáo, phá hoại chính sách đoàn kết, về vấn đề gầm xâm phạm cái quyền tự do tín ngưỡng. Đó là những cái điều mà rất là rõ ràng, những cái điều này là không thể chấp nhận được, hoặc là ít nhất họ có thể là bị phạt vào những cái tội mà những cái hành vi vi phạm hành chính liên quan đến vấn đề là tôn giáo, phỉ báng tôn giáo, xúc phạm, coi làm nhục người ta, tấn công vào các cái giáo sĩ hay là tấn công vào các cái chức sắc chức việc, thì rõ ràng những cái điều đó là có thể là về những cái tội làm nhục, về những cái tội vu khống, về những cái tội là vi phạm về lợi dụng quyền tự do dân chủ để mà xâm phạm lợi ích của những cái tổ chức đó, những cái cá nhân đó. Cho nên đây là một cái sự vi phạm nghiêm trọng, nó tạo nên một cái nhóm người đang nổi lên. Chúng ta chưa muốn nói tên những cái kẻ đó,
nhưng mà chúng tôi chỉ muốn đánh động trước để mà cho họ đó phải tỉnh trí lại, chớ có mà làm càng, chớ có mà làm loạn trên mạng xã hội, và để cho đó những người ở tại hải ngoại, để cho những cái bọn mà chống phá, những cái bọn mà nó muốn hoạt động gọi là lật đổ chính quyền Việt Nam, hoặc là những kẻ mà họ rất là hay xỉa xói những cái vấn đề của Việt Nam, tố cáo rằng Việt Nam là không có dân chủ nhân quyền, thì họ lại có cái cớ họ nói là đó rõ ràng là Việt Nam là theo như là những cái người này đó là những cái người mà chống phá, hoặc là họ muốn bài trừ cái công giáo, họ muốn bài trừ một cái tôn giáo trong Việt Nam, một tôn giáo hợp pháp trong Việt Nam, quả thật là đang bị khống chế, đang bị xúc xỉa, đang bị phỉ báng. Đó là một cái điều nó hoàn toàn mà nó rất xuyên tạc, rất là dữ dội, và cần thiết phải xử lý, cần thiết phải lập rồi lập trừ. Đó là cái điều mà chúng ta muốn chia sẻ hôm nay, thì xin tạm dừng ở đây. Cảm ơn quý vị và xin trả lời quý vị trong chương trình tới.